Chỉ Pu nhận giải nữ diễn viên được yêu thích nhất. Với vai diễn Linh trong bộ phim 10, Lời Nguyền Trở Lại, Chi Pu nhận giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh. Tối mùng 6 tháng 1 năm 2023, Chi Pu xuất hiện tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2022 với chiếc váy ren lộng lẫy. Quyến rũ của NTK Nguyễn Tiến chuyển kết hợp cùng kiểu tóc, cách make-up mang phong cách cổ điển. Bộ trang sức lấp lánh tạo nên tổng thể ấn tượng, thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ. Tại lễ trao giải năm nay, Chi Pu xuất sắc giành giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất ở hạng mục điện ảnh nhờ vai diễn Linh trong bộ phim 10, Lời Nguyền Trở Lại. Đây là lần thứ hai Chi Pu đạt giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Năm 2020, người đẹp cũng nhận giải nữ diễn viên được yêu thích nhất với nhân vật Bảo Nhi trong Chị Em. Khi nhận giải thưởng trên sân khấu, Chi Pu xúc động và hạnh phúc. 2022 là năm mà tôi quyết tâm quay trở lại mọi lĩnh vực, từ ca hát, nhảy múa, phim ảnh cho đến kinh doanh. Trong đó có những dự án thành công, có dự án chưa được trọn vẹn. Rất nhiều cung bậc cảm xúc mà tôi đã đi qua, buồn, vui, thăng hoa, tự hào và cả những lúc mình cảm thấy rất thất vọng. Nhưng ngày hôm nay, khi đứng trên sân khấu và cầm chiếc cúp này, tôi nhận ra một điều rằng hãy làm tất cả những gì mà mình thấy đam mê. Bằng tất cả con tim một cách nghiêm túc nhất thì một ngày nào đó những nỗ lực của chúng ta sớm muộn cũng sẽ được ghi nhận. Tôi rất hạnh phúc khi mà chiếc cúp này chính là sự ghi nhận của khán giả đã nhìn thấy những nỗ lực của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 10. Lời Nguyền Trở Lại là phần 2 của phim kinh dị hợp tác Việt, Hàn từng ra mắt vào 15 năm trước. Phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Chi Pu sau 3 năm, từ phim Chị Em đóng chung Thanh Hằng 2019. Tham gia vào bộ phim này, có thể thấy Chi Pu đã không ngần ngại hy sinh nhan sắc, thậm chí gặp nhiều chấn thương khi dấn thân vào cuộc rượt đuổi có phần trần trụi. Đầy thử thách nhưng vô cùng kịch tính. Với sự đầu tư nghiêm túc, nhập vai trong từng phân cảnh, Chi Pu nhận được nhiều lời khen về diễn xuất khi lần đầu tiên đảm nhận vai chính trong một bộ phim kinh dị. Người đẹp cũng đã hoàn thành tốt vai trò dẫn dắt mạch nội dung trong phim, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cách đây không lâu, Chi Pu và ekip bộ phim tham gia buổi ra mắt ở Hàn Quốc. Nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của giới truyền thông nước bạn cũng như nhiều lời mời phỏng vấn. Một số tờ báo Hàn như Cine 21, New 1 của Naver đưa tin về cuộc trò chuyện với Chi Pu xoay quanh việc tham gia bộ phim. Không chỉ công chiếu tại xứ sở Kim Chi, theo thông tin từ nhà sản xuất, phim còn được ra mắt tại nhiều quốc gia khác như Úc, Mỹ, Đài Loan, Colombia, Mexico.